đôi đang gây sốt màn ảnh hoa ngữ hè năm 2019. Thứ nhất, Đồng Niên và Hàn Thương Ngôn trong Thân Ái Nhiệt Ái. Thân Ái Nhiệt Ái được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Cá Mực Hầm Mật của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nữ chính Đồng Niên là một ca sĩ nổi tiếng trên mạng. Một ngày, cô nàng trúng tiếng sét ái tình với Hàn Thương Ngôn, một ngôi sao trong giới game thủ, có khuôn mặt lạnh lùng khó ở. Qua bao lần tỏ tình, Đồng Niên đã tán đổ anh chàng khô khan Hàn Thương Ngôn. Câu chuyện tình của cặp đôi khiến khán giả mê mẩn vì quá ngọt ngào. Nội dung không mới nhưng Thân Ái Nhiệt Ái đang trở thành tác phẩm được yêu thích hè năm 2019, mỗi ngày có khoảng 200 triệu lượt xem online. Ngoại hình đẹp đôi, diễn xuất ăn ý và phản ứng hóa học cực ngọt ngào giữa Dương Tử, Lý Hiện là yếu tố tạo nên thành công cho tác phẩm. Người xem thích thú khi chứng kiến quân thần lúng túng vụng về trong tình yêu, có nhiều khán giả nữ tìm thấy bản thân thông qua hình tượng mê trai bất chấp của Đồng Niên. Thứ hai, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh. Trần Tình Lệnh kể về câu chuyện nhân vật Si Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện là một kỳ tài trong giới tu đạo nhưng vì nhiều biến cố đã chuyển sang tu tập ma đạo, làm nhiều việc ác, bị người đời nguyền rủa. Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện bị một người bạn tiêu diệt. Sau 16 năm sống lại với diện mạo mới, Ngụy Vô Tiện gặp lại tri kỷ Lam Vong Cơ, một vị công tử lạnh lùng nhưng trọng tình nghĩa, được người đời quý trọng. Cả hai bị cuốn vào cuộc chiến trừ yêu diệt ma và luôn bên nhau trong những tình cảnh nguy hiểm nhất. Vì lệnh cấm phim khai thác chuyện tình cảm nam nam của Cục Điện ảnh Trung Quốc, mối quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị chuyển thành tình anh em đồng đội cùng chiến đấu. Tuy nhiên, chỉ một vài chi tiết nhỏ như ánh mắt trao nhau, cảnh Vô Tiện đắp áo cho Vong Cơ cũng đủ để các shipper bình luận rôm rả. Trong tập phim mới nhất, Lam Vong Cơ có câu thoại: "Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Chi Xứ, mang về giấu đi." Hashtag về chi tiết này đã lên vị trí thứ 3 của Hot Search Weibo, được các fan vỗ tay khen ngợi. Dù không thể hiện tình cảm trực tiếp, cặp đôi của Trần Tình Lệnh vẫn chứng tỏ sức hút khủng trong thị trường phim truyền hình hè năm 2019. Thứ 3, Xuân Hoa Thượng Quan Thu Nguyệt trong Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt. Xuân Hoa Thu Nguyệt được chuyển thể từ tiểu thuyết Xuyên Việt Chi Thiên Lôi Nhất Bộ của tác giả Thục Khánh. Bộ phim kể về chuyện tình yêu giữa cô gái hiện đại xuyên không đến thế giới cổ xưa, nơi các phái chính đạo và ma giáo đối đầu căng thẳng. Xuân Hoa vướng vào câu chuyện tay ba với Thượng Quan Thu Nguyệt và Tiêu Bạch. Thượng Quan Thu Nguyệt lừa Xuân Hoa, nói cô là em gái mình nhưng lại thường xuyên có những hành động tình cảm thân mật. Ban đầu cô nàng chủ động theo đuổi Tiêu Bạch mà không biết rằng anh trai giả mới thật sự là người mình có tình cảm. Khán giả hy vọng Xuân Hoa sớm nhận ra tình cảm thật với Thu Nguyệt, bắt đầu một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.